Phần cuối của chương trình là câu chuyện về ứng dụng công nghệ để tạo ra ngôi nhà thông minh. Thưa quý vị, hầu hết các giải pháp nhà thông minh nay trên thị trường là điều khiển tắt mở đèn hoặc đồ gia dụng khác thông qua điện thoại thông minh. Nhưng giờ đây thì người sử dụng không cần phải chạm vào điện thoại hoặc máy tính để làm những việc đó nữa. Họ có thể dùng công nghệ Yarromatiem tích hợp các thuật toán trí tuệ nhân tạo tiên tiến nhằm trang bị cho ngôi nhà trở thành một không gian sống thật sự thông minh và tiện ích. Access vào cửa thì chỉ cần một cái tự động mở đóng cửa. Bật đèn khi có người trong phòng, điều chỉnh độ sáng, nhiệt độ trong phòng phù hợp thông qua các chỉ số ánh sáng, nhiệt độ và độ ẩm trong phòng được đo qua thiết bị thông minh của Yarromatiem. Chế độ an ninh dành cho ngôi nhà. Đó chỉ là một vài trong nhiều tính năng thông minh dành cho ngôi nhà của bạn mà Yarromatiem, công nghệ cho ngôi nhà thông minh và an ninh của công ty OnSky mang lại. Và để có một không gian sống thật sự thông minh như thế này, thiết bị Yarromate gắn với các thiết bị gia đình hiện nay đã được trang bị một chip điện tử theo công nghệ độc quyền Hybrid Mesh. Con chip được sáng chế bởi các kỹ sư công nghệ Việt Nam và được cấp bằng sáng chế độc quyền tại Mỹ vào năm 2013. Thì cái công nghệ Hybrid Mesh đó là phối hợp giữa vô tuyến và đường dây điện có sẵn. Nghĩa là chip bên trong cái hệ thống của mình nó tự động, nó thông minh, nó nhận được cái tín hiệu tại thời điểm đó đi theo cái đường vô tuyến nó mạnh hơn hay là yếu hơn so với cái đường dây điện thì nó sẽ chọn cái tín hiệu mạnh nhất trong thời điểm đó. Yarromate không chỉ vượt trội với con chip đơn đầu tiên trên thế giới thiết kế siêu cao tầng chuyển sóng vô tuyến, mà còn được Cục Tần số của Mỹ FCC chứng nhận là thiết bị thông minh an toàn cho sức khỏe người dùng. Ở bên Mỹ muốn thiết bị thông minh mà muốn xài được trong nhà đó thì nó phải có theo cái chuẩn của FCC. Thiết bị điện tử nào thì bức xạ ra thì cũng không được vượt quá hai cái đường theo chuẩn này. Thì đây là cái đường màu xanh này là giới thiệu là cái mức độ phát xạ của cái cục hấp trung tâm của bên mình thì nó rất là lâu, thấp hơn cái chuẩn của đây. Cả thành phố Hồ Chí Minh, nếu chúng ta ứng dụng tốt những cái công nghệ này thì tôi nghĩ là cải thiện rất nhanh những cái hoạt động sản xuất kinh doanh, những cái tiện dụng cho người dân rất nhiều. Theo tính toán của các kỹ sư công nghệ của công ty OnSky, thì chi phí gắn hệ thống nhà thông minh cho một căn hộ có một phòng khách, một phòng bếp và hai phòng ngủ là khoảng 30 triệu đồng.